Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Ao Đài Ngoại chuyên mục Tâm sự Thầm Kín. Và đến với những cái câu chuyện tâm sự sẽ có trong đêm ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta lắng nghe câu chuyện tâm sự có tựa đề Chồng ơi rụng rồi, về khẩn cấp. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Ngày cưới nhau, em và vợ quyết định kế hoạch với mục đích là dành thời gian cho nhau hơn nữa. Rồi hồi đó vợ em mới tiêm phòng, nên là phải kiêng 4-5 tháng. Hết thời hạn đó, vợ em nói bạn bè cô ấy bầu bí nhiều rồi, nên cô ấy cũng thèm có con. Và thế rồi chúng em thực hiện chiến dịch gieo giống từ đó. Tháng đầu tiên em vẫn dùng hết công suất. Em nghĩ bụng máy móc mình tốt thế này, chắc chắn sẽ đúc được một thằng cu khó khỉnh. Tháng đó vợ em chậm kinh 10 ngày, cả nhà em dạo rực để chào đón đứa con đầu lòng. Ai dè đến hôm 11, vợ em có đèn đỏ. Sáng ra thấy vợ khóc ở trong nhà tắm. Em tưởng có chuyện gì, chạy vào thấy cô bảo là xịt rồi chồng ơi. Em an ủi, thôi không sao, để tháng sau mình tiếp tục. Và cứ thế 3 tháng trôi qua, bụng vợ em vẫn cứ trống rỗng. Nhìn vợ em sốt ruột lúc nào cũng ủ rũ mà em cảm thấy xót. Cô bảo mới học được cách canh trứng rụng của cô bạn thân, đảm bảo là hiệu quả. Ôi, em thề cái cách này khiến em đứng tim nhiều lần lắm nhé. Hôm đó em đang vùi đầu vào trong cái đống báo cáo, đang mệt sắp xỉu thì vợ em bảo là chồng ơi, về gấp, rụng rồi. Ban đầu em vẫn không hiểu. Sau nhớ đến vụ gieo giống, em bảo chờ tối được thì vợ bảo không được. Em nôn nóng lắm rồi. Em xin sếp nghỉ sớm, rồi 3 chân 4 cẳng phi về nhà. Đang đi thì tắc đường vã hết mồ hôi hột. Mà em có cái tật ý, khi nào nôn nóng làm gì là lại buồn đi tiểu. Suốt chặng đường xón lắm rồi, mà em vẫn phải nhịn. Về nhà thấy vợ chờ sẵn, nhưng em phi ngay vào nhà vệ sinh, xả nốt cái nỗi buồn đã. Xả xong quay vào, em thở chẳng ra hơi. Vợ em bảo, anh còn chờ cái gì nữa, hành động thôi. Em nhìn thằng em của em thì thấy nó không dậy nổi. Em ơi, của anh nó teo lại rồi. Hả? Sao nó lại teo vào lúc này cơ chứ? Tại anh mệt quá, hay là để lát nữa nhá, mình ăn tối xong rồi làm cũng chưa muộn mà. Vợ em tự ái giận dỗi và quay mặt vào tường. Em biết vậy, nhưng thú thật là làm chuyện đó trong cái hoàn cảnh này, em chẳng có cảm xúc gì cả. Tối đó chưa làm thì đã xịt. Vợ em cứ nằm mở mắt ra trách móc. Thế này thì sao mà đậu thai được? Anh cứ như người hụt hơi ý. Em chỉ biết gãi đầu và áy náy thôi. Dù vậy em vẫn nín thở và chờ kết quả. Tháng này vợ em chẳng nói chẳng rằng, bỏ luôn về nhà mẹ ngủ liền 2 hôm. Em hỏi thì cô bảo, tại anh đấy, xịt hết rồi. Thú thật là em nghĩ mình to cao khỏe mạnh, máy móc tốt, chắc là sinh con là chuyện nhỏ. Nhưng mà khi tiến hành hoạt động thì em mới thấy là nó không đơn giản như là mình nghĩ. Có hôm em đang đi công tác Quảng Ninh, vợ em nhắn tin. Thú thật cứ giữa tháng mà nhận được tin nhắn của vợ là em hồi hộp nín thở các bác ạ. Cô bảo, mai là ngày rụng trứng, anh thu xếp về sớm nhé, em vừa đi soi lúc trưa. Em nghĩ bụng quả này chết chắc rồi. Sao vậy chú? Sếp ơi, chiều sếp cho em về sớm được không ạ? Không hay nhờ, việc đã xong đâu mà về. Mà xuống đây rồi thì phải xóa chứ. Thôi thôi, sếp cứ cho em về sớm, không vợ em nó cạo đầu ấy mất. Sao lại cạo đầu? Em có chuyện tế nhị sếp ạ. Tôi thực nói với sếp chuyện này, em ê hết cả mặt các bác ạ. Nhưng may là sếp cũng hiểu ý, cho nên là chỉ tủm tỉm cười. Thế được rồi, thế thôi chú cứ về đi. Em tất bật bắt xe về nhà. Lần này em cũng bị căng thẳng, vẫn làm ăn nhưng mà không được sung sức lắm. Vợ em thì nói, mảnh mé lên anh, anh đang cố đây. Tháng này mà dính nhá thì anh muốn gì em cũng chiều. Em cười méo mó rồi nghĩ bụng, thêm cho anh nghỉ giải lao mấy tháng cũng được, chứ thế này anh đau tim quá. Thằng em của anh nó cũng sợ rụng trứng của em lắm rồi đấy. Nhưng mà em chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra, vì sợ vợ từ ái. Nhưng nỗi khổ tháng ấy liệt xịt các bác ạ. Em với vợ buồn thiêu, em bắt đầu cảm thấy nản dần đều rồi. Có hôm em quên bén đi cái mất vùi rụng trứng. Em đang đi liên hoan uống mấy chén rượu rồi thì đọc được tin nhắn của vợ. Chồng ơi, nhớ đừng có uống rượu đấy nhá, tối nay về gấp để còn hành động. Em nghĩ quả này thì chịu rồi, không làm ăn được gì đâu. Em mệt nhão cả người nhưng vẫn lê xác về nhà. Về đến nơi em mệt quá lăn ra ngủ.
Sáng mai tỉnh dậy thấy vợ đang ngồi khóc thút thít. Em nghĩ tới tin nhắn rụng trứng hôm qua thì giật bắn cả mình. Ôi, vợ anh xin lỗi nhé. Hay giờ anh làm bố? Bố cái đầu anh, chính xa em ra. Thú thật khi đó em thấy có lỗi với vợ vô cùng. Mấy tháng liền như vậy, mỗi lần đi họp mà thấy có điện thoại là em với sếp giật bắn mình nhìn nhau cười méo mó. Sau một năm miệt mài như thế, vợ em hao mòn như bộ hài cốt vì quá áp lực. Còn em cũng căng thẳng không kém. Đã thấy bố mẹ hai bên suốt ngày gọi điện than ngắn thở dài khiến cô càng stress. Có hôm em đang thuyết trình thì nhận được điện thoại của vợ. Em nghĩ bụng, giờ mà nói rụng trứng nữa thì chắc cũng tèo. Em tắt máy không nghe, nhưng mọi người thấy máy em rung nhiều quá nên là bảo, chú cứ nghe máy đi xem nào. Dạ vâng ạ. Em cầm máy ra ngoài vừa bấm nút nghe, em nói luôn. Em ơi, lại rụng trứng à? Hôm nay anh không về được đâu, muốn về phải chờ đến tối. Hai vạch rồi chồng ạ. Ừ, hai vạch hay ba vạch em cũng về được đâu, thế nhá. Em nói là em có bầu rồi cơ mà. Cái gì? Em có bầu rồi á? Thật không? Ý em là từ nay không phải canh trứng rụng nữa à? Ừ, em dính bầu rồi. Ôi, sướng quá. Em nói xong em mới ý thức được là mình đang nói trước cửa phòng họp. Toàn thể anh chị em công ty nghe xong thì phì cười. Nhục mặt em chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui vào. Mặt em đỏ như một quả gấc. Thì bỗng dưng tất cả vỗ tay chúc mừng. Em sung sướng và bảo, sếp ơi, lát sếp cho em nghỉ về sớm một chút nhé. Chỉ lần này nữa thôi, em được làm bố thật rồi. Ông sếp phì cười. Tẹo họp xong thì chú cứ về đi. Ôi em cảm ơn sếp ạ. Các bác chắc biết cái cảm giác đầu tiên là làm bố nó sướng thế nào. Đi trên đường em cứ lâng lâng như là đi trên mây ấy. Chỉ ai có con vất vả như vợ chồng em mới thấm thía được điều này. Về thế vợ đang gọi điện khoe với bố mẹ. Em nghĩ bụng lần này là thật rồi. Hôm đó hai vợ chồng em cứ sung sướng hạnh phúc mãi. Thế là từ nay xem kẹp ba. Em sắp được giặt tã cho con. Và quan trọng hơn là em không bị đau tim vì cái vụ canh trứng rụng cho vợ nữa. Em đang chuẩn bị tinh thần chinh chiến với vụ ốm ngán của vợ. Vậy là em được làm bố thật rồi. Và khi viết mấy dòng này, em vẫn chưa tin nổi đâu là sự thật đây này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn một cái câu chuyện rất là đáng yêu của một cặp vợ chồng trẻ. Lấy nhau nhưng mà có thể là hiếm muộn một chút. Cái duyên con cái nó chưa tới cho nên là anh chị mới chưa thấy cái sự xuất hiện của đứa bé. Và bây giờ thì rất là vui sướng, rất vui mừng. Chúc mừng anh chị đã có đứa con đầu lòng của mình, con So. Và ai cũng thế thôi. Cái bầu bì thai nghén nó là cái điều tuyệt vời nhất mà mỗi người phụ nữ thiên chức làm mẹ, thiên chức làm bố được cảm nhận và được đón nhận cái điều đó đến với cuộc sống của mình. Hồng Nhung nghĩ thì con cái nó là một cái điều đúc kết từ cái chuyện tình yêu của hai người. Và khi mà chúng ta yêu nhau, chúng ta đến với nhau, chúng ta thấy hấp dẫn trong mắt nhau. Nhưng mà để chúng ta giữ được cái sự gắn kết với nhau lâu dài, đến già, đến đầu bạc răng long thì nó phải là có đứa con. Và đó là cái sự kết tinh của cái tình yêu. Và khi mà chúng ta có con thì chúng ta có nhiều cái trách nhiệm và nhiều cái sự ràng buộc với nhau hơn nữa trong cái cuộc sống. Và dù là không còn yêu nhau như là cái thuở mới ở trong mắt nhau, nhưng mà chúng ta sẽ còn sống với nhau về cái tình nghĩa, về cái tình cảm. Nó là cái sợi dây gắn kết gia đình. Và cái đứa con thì nó luôn luôn là cái chủ đề mà đưa ra để cho hai vợ chồng có thể bàn luận cả ngày không hết chuyện về cái đứa con của mình. Và khi mà có con thì nó cũng khiến cho cái cuộc sống của chúng ta nó thú vị hơn rất là nhiều. Tuy nó có mệt mỏi đấy, tuy nó có tốn kém và chúng ta phải dành cái thời gian của bản thân mình để chăm sóc cho cái sinh linh bé bỏng đó, nhưng đó cũng là một cái điều hết sức tuyệt vời và rất hạnh phúc mà đến với mỗi người cha người mẹ. Và Hồng Nhung rất là cảm ơn anh khi đã gửi cái câu chuyện rất là đáng yêu và thiết thực của mình đến với chương trình của Hồng Nhung, đến với quý vị khán giả của kênh Hải Ngoại. Có những người thì họ rất là mắn, có thể là hai cái cơ thể nó tích hợp với nhau ấy, cho nên là rất là mắn. Quệt qua một cái là cũng có thể là mang bầu. Như là ông bà cha mẹ ta ngày xưa thường nói là đi qua đầu giường cũng chửa. Đó là cái câu mà ông Nhung thấy rất là đáng yêu và nó dành cho những người phụ nữ mà nó mắn đẻ, nó dễ thụ thai. Cái vấn đề dễ thụ thai ở đây thì nó lại cũng liên quan đến cả cái ngoại hình và cái thể chất của cả hai người đàn ông đàn bà nữa. Và khi mà phụ nữ thường những cái người mắn đẻ thì họ sẽ có những cái vòng ba nó nảy nở một chút này. Cái vùng xương hông rộng và
có một cái cơ thể nó nở nang hơn một chút, hơn cái người bình thường một chút, thì là cái những cái người phụ nữ đó thì có cái xu hướng là sẽ rất là dễ thụ thai hơn những cái người mà mảnh khảnh và gầy. Đó, cho nên là còn quan trọng là cả sức khỏe của chồng, của vợ, hai người đều có sức khỏe tốt thì cái khả năng mang thai là cái chuyện rất là bình thường thôi. Còn cũng có những người sức khỏe cũng không vấn đề gì cả, nhưng mà có thể là duyên chưa tới, rồi cái ngày rụng trứng nó cũng chưa đến, nó chưa đúng thời điểm, cho nên là chưa có con được. Như cặp vợ chồng này mấy năm chưa có con, rất là lo, rất là sốt sắng mà đi khám, đi chữa, rồi canh ngày rụng trứng từng tí một. Họ cũng rất là nỗ lực để có được cái thiên thần nhỏ bé cho mình. Và cuối cùng thì số phận đã mỉm cười với họ khi mà họ có được đứa con rất là đáng yêu, bây giờ đang nằm ở trong bụng của cô ấy. Chúc mừng anh chị đã có đứa con đầu lòng của mình, và chúc cho anh chị sẽ sống với nhau thật lâu dài và sẽ có thêm nhiều đứa trẻ nữa, nhiều tiếng khóc tiếng cười nữa sẽ góp vui trong gia đình của mình nhé. Và xin vía của anh chị để dành đến những quý vị khán giả nào mà chúng ta đang mong muốn có con, chúng ta đang đi chữa để có được đứa con, thì chúng ta sẽ sớm có được cái sinh linh bé bỏng đó, vì có con là điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái dòng tâm sự của Hồng Nhung vừa rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những cái câu chuyện tâm sự với nhiều thể loại khác nhau nữa trên kênh Audio Hải Ngoại. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chào tạm biệt và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.